Không dừng lại ở con số 24,3 tỷ đô la trong lần đầu tiên chào bán cổ phiếu ra công chúng IPO trước đó, nhiều nguồn tin cho hay Alibaba đang có kế hoạch nâng quy mô IPO của hãng lên đến 25 tỷ đô la. Reuters dẫn nguồn từ giới thạo tin cho biết Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, có thể đã chỉnh sửa kế hoạch IPO của mình vào hôm qua 15 tháng 9. Thay vì dự định chào bán với giá 60 đến 66 đô la mỗi cổ phiếu, thì Bloomberg cho hay Alibaba có thể nâng lên mức trên 70 đô la một cổ phiếu, đưa quy mô IPO dự kiến của hãng lên trên 25 tỷ đô la. Chỉ 2 ngày sau khi nhận đặt mua cổ phiếu, Alibaba cho biết đã có đủ các nhà đầu tư tham gia, thậm chí còn vượt cả dự kiến. Do vậy, Alibaba quyết định sẽ đóng sổ đặt hàng vào thứ ba đối với các nhà đầu tư Mỹ và thứ tư đối với các nhà đầu tư tại châu Á. Hiện nay, Alibaba, công ty điều hành Taobao và Tmall có sản lượng giao dịch còn lớn hơn cả hai công ty Amazon và eBay cộng lại. Sau khi IPO tại Mỹ, chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động tại châu Âu và Mỹ. Tất nhiên, chúng tôi cũng không hề bỏ thị trường châu Á. Trên hết, chúng tôi không phải là một công ty Trung Quốc, chúng tôi là một công ty Internet khởi nghiệp từ Trung Quốc. Vào hè vừa qua, Alibaba đã thiết lập sự hiện diện đầu tiên của mình tại thị trường Mỹ thông qua việc ra mắt cửa hàng online tại địa chỉ 11man.com.